Bạn, mình tên là Điền, là một trong những thành viên lớp Anh văn chuyên ngành của thầy Nguyên. Thì trong video lần trước mình có giới thiệu sơ cho các bạn vấn đề mụn trứng cá ở tuổi dậy thì bao gồm là nguyên nhân, cơ chế hình thành, triệu chứng và cách ngăn ngừa mụn trứng cá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một căn bệnh đó là Parkinson và theo sự hiểu biết của mình. Vậy bệnh Parkinson là gì? Bệnh Parkinson nguyên nhân như thế nào? Và bệnh Parkinson có di truyền hay không? Thì cùng mời các bạn theo dõi nhé. Bệnh Parkinson là một trong những bệnh về thần kinh thường xảy ra khi nhóm tế bào trong não bị thoái hóa, không thể kiểm soát được vận động của cơ bắp, khiến cho con người đi lại khó khăn, cử động chậm chạp, chân tay bị run cứng. Khi bệnh tiến triển có thể ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh, làm thiếu hụt dopamine. Hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị bệnh này. Và nguyên nhân gây bệnh Parkinson thường là do tuổi tác, do di truyền, do yếu tố môi trường, thậm chí có thể là do virus. Các triệu chứng của bệnh Parkinson được bao gồm như tính cách thay đổi, phối hợp các hoạt động chậm chạp cũng là một trong những dấu hiệu rõ rệt nhất của bệnh Parkinson khi mới ở giai đoạn đầu. Mất mùi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khứu giác của bạn. Các vấn đề về tiêu hóa, đau vai kéo dài kể cả khi bạn có dùng thuốc mà không khỏi, mệt mỏi, tính khí thất thường. Những cơn điên loạn có thể khiến bạn mất đi bình tĩnh, run nhẹ khi bệnh đã tiến triển, gặp vấn đề khi di chuyển, rối loạn giấc ngủ, mất cân bằng. Và về đối tượng, bệnh Parkinson thường có nguy cơ cao ở những người cao tuổi và tăng dần theo độ tuổi, đặc biệt từ 60 tuổi trở lên. Và nam giới có thể mắc bệnh này cao hơn cả nữ giới. Và các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như do tuổi tác, do yếu tố di truyền, giới tính, hoặc là tiếp xúc với các chất độc. Và để phòng ngừa bệnh Parkinson, ta sẽ có các giải pháp như tắm nắng thường xuyên để bổ sung vitamin D cho cơ thể. Theo các nghiên cứu thì hầu hết bệnh nhân mắc bệnh Parkinson đều có nồng độ vitamin D rất thấp. Uống trà xanh hàng ngày sẽ giúp bạn thanh lọc cơ thể. Sử dụng cà phê hợp lý giúp ngăn ngừa nhiều các vấn đề về sức khỏe và hạn chế nguy cơ mắc bệnh. Tránh xa môi trường độc hại, bổ sung nguồn dinh dưỡng từ các loại hoa quả giàu flavonoid. Và cuối cùng đó là bạn sẽ phải có một chế độ tập thể dục khoa học nhằm cải thiện sức khỏe của mình. Parkinson ngày nay đã không còn là một trong những tình trạng hiếm gặp để chẩn đoán bệnh Parkinson. Ta chưa có xét nghiệm nào có thể là dùng để chẩn đoán hoặc khẳng định được bệnh nhân có bệnh hay không, mà chỉ kết luận được dấu hiệu từ bệnh nhân qua một thời gian dài điều trị. Và để điều trị bệnh Parkinson chủ yếu dựa vào thuốc và luyện tập để phục hồi. Số trường hợp đó, thì mình cần phải can thiệp phẫu thuật não để điều trị. Nghe thì thật là đáng sợ lắm đúng không? Nhưng mà các bạn đừng lo lắng, vì nếu ta có chế độ sinh hoạt hợp lý thì ta sẽ giảm rủi ro nguy cơ mắc các bệnh này đấy các bạn. Thì dù sao thì phòng bệnh cũng hơn là chữa bệnh mà đúng không nè. Vậy mình xin tạm dừng video tại đây và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.